Dạ, các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. FX 110 phục dựng cực chất không tưởng, đi cùng với một cái biển số hiếm khó tìm. Các chiếc FX 110 hôm nay là một cái dòng xe đời cũ, thế nhưng vẫn còn rất được ưa chuộng hiện tại. Điển hình như các bạn tên là Nguyễn, không chỉ sở cho mình cái con tay ga huyền thoại này, nhưng có một biển số cực khủng và dọn kiển thì đã tốn hơn khoảng 50 củ. Chọn cho mình một cái tông màu phối cùng với cái tông màu hồng và đen phối cùng nhau, làm cho con xe có chút hiện đại đẹp hơn. Bản độ này sẽ tăng thêm cái chút nổi bật với những món option sau đây. Ổ khóa thông minh tăng những sự an toàn con xe đẹp từ ngoại hình đến cái phần biển số. Cái trợ lực trung tâm nhấn nhá nhẹ nhàng một cách tí xíu cam màu vàng ở cái phần sau, ở phần có bộ cổ thì đẹp. Cái cụm thắng dầu, một cái dòng cụm của Rainbow Costa kết nạp cùng với cái tay thắng đùm tiếp em đến từ Ý. Riêng cái dàn chân trước là đĩa cà phơ kết nạp theo dọc Rainbow hai bít đối xứng, có combo thân quen của chúng ta. Thông thường thấy em ấy luôn đẹp và có cảm giác thắng trên cả tuyệt vời. Cái dàn chân hoàng kim chính là cái dòng phục Holden bình dầu liền nằm trên, có 3 chế độ tăng chỉnh để chúng ta thoải mái thay đổi theo cái cân nặng của bản thân. Càng thắng bên nhiều kia tiết ốc được 2 chất liệu Titan. Còn đây là biển số mà bao nhiêu tay chơi xe ao ước sở hữu. Quay xích ít, nâng cấp những món đồ chơi chất lượng. Cái chiếc quay xích ít hôm nay mình sẽ mang đến các bạn có một ngoại hình không thay đổi quá nhiều, nhưng em ấy mang rất nhiều cho giá trị. Bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng nha. Vị trí tay lái có cái sự hiện diện lớp đó, cầm thắng Rainbow Disc, một dòng sản phẩm cái cụm thắng tiện từ nhôm khối Rainbow. Cái cụm đề cụm công tắc thì đến từ Domino quen thuộc. Hai loại cụm này có nhu cầu chức năng hơn cái cụm bản. Ở nguyên bản được người chủ sơn là cam màu cam, màu chủ đạo của Honda Presso. Ký hiệu sức thắng chiếc xe mạnh hơn nhờ vào heo của Phantom Hybrid kết hợp đi trước đồ chơi, thiết kế sắc sảo. Điểm siết thêm vào cái dàn chân trước là những cái ốc Titan nhắc dầu sắc sảo. Cái nắp đầu của Supac, một cái phần lốc nắp lốc trầm rất là góc cạnh với những khe tản nhiệt góc cạnh. Cái chiếc combo nguyên bản đã được thay mới bằng một chiếc combo chế tác từ Titan, xử lý lên màu cũng sặc sỡ hơn. Phục sau đến từ của Holden trên giá. Cái cặp phục này chắc chắn đem lại hiệu năng nhúng kim máy cho chiếc xe. Thiết kế không bình dọc của nó cũng rất là tiện lợi bởi vì người chủ không cần phải hy sinh cái phần dạy áo. Và đây chúng ta hãy chiêm ngưỡng được toàn cảnh một cái chiếc xe độ xịn sò thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để kế tiếp nhớ like, share, subscribe.